bước vào cái miếng đất này nhìn rất là yêu đời luôn cô chú anh chị. Một màu xanh ha, màu xanh tươi mát này, màu xanh hy vọng cô chú anh chị ơi. Vườn bưởi nè, phía trên là trồng bưởi nha, phía dưới đất là chủ tận dụng trồng lá dứa nha, rất là mát luôn. Thì nếu mà cô chú anh chị mình đang cần tìm đất vườn để mình về mình xây nhà ở làm nhà vườn thì hãy cùng em xem hết cái video này nha. Bưởi đang cho trái xum xê luôn. Dạ, công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin kính chào cô chú và anh chị. Em là Tiến và ngày hôm nay em về xã Bình Chân, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu đến cho cô chú anh chị mình một vườn bưởi đang cho trái luôn nha. Thì nếu mà cô chú anh chị mình đang cần tìm một miếng đất vườn để mà mình xây nhà ở nghỉ dưỡng đó thì hãy cùng em xem hết cái video này nha. Thì miếng đất của mình á là chủ đất nhà cắt ra bán, thì tổng diện tích miếng đất này là khoảng tầm gần 4.000 m², chủ sẽ cắt ra 2.000 m² cho mình luôn nha cô chú anh chị, với giá là 1.300.000.000 trên 1.000 m². Thì đây là cái miếng đất mà em muốn quay cho cô chú anh chị mình xem nè. Thì miếng đất của mình sẽ nằm trên mặt tiền đường bê tông công cộng là khoảng 3.5 m ha, và ô tô là mình đi thoải mái luôn. Thì theo cái vị trí này nè, từ cái con đường này mình đi theo cái hướng này khoảng tầm 800 m thôi là mình sẽ ra tới đường Phan Thanh nè, còn gọi là đường lộ ông quen ha cô chú anh chị. Mình vào phải là mình sẽ đi về hướng tỉnh lộ 876 nè, thì mình đi đâu đó khoảng tầm thêm 300 m nữa thôi là mình sẽ ra tới đường tỉnh lộ 876 nha. Thì cái con từ cái con đường 876 đó là mình sẽ vào trái là mình sẽ đi về hướng ngã ba Đông Hòa nè, mình ra quốc lộ 1A. Còn mình vào phải là mình sẽ đi về hướng chợ Dự Vĩnh Kim, chợ đầu mối trái cây lớn nhất ở khu vực này ha cô chú anh chị. Và tương lai sau này xã Vĩnh Kim sẽ lên là thị trấn Vĩnh Kim nha cô chú anh chị, và đất của mình sát bên thị trấn Vĩnh Kim luôn, cách chỉ có 5 cây số thôi. Ở đó là có đầy đủ tất cả các tiện ích luôn, từ trường học nè, chợ nè, bách hóa xanh, điện máy xanh, ngân hàng nè, trung tâm y tế nè, bệnh viện đa khoa là có đầy đủ hết luôn nha cô chú anh chị. Có nhà thờ luôn, mình đi chỉ có khoảng là 5 đến 7 phút đi xe là sẽ tới nha. Rồi thì cái hướng này cũng là một con đường thông luôn, nói chung là các tuyến đường này là thông thoáng hết nha cô chú anh chị. Mình đi ra con đường này là mình cũng thông ra được con đường nhựa Bình Chân á, mình đi vào trái là mình cũng ra được đường tỉnh lộ 876 luôn nha. Khu vực này là khu dân cư nha cô chú anh chị, đông đúc nè, điện nước wifi là có đầy đủ luôn. Rồi quay lại cái miếng đất của mình, thì đất nha chủ cắt ra bán cho mình là 2.000 m², thì trong đó mặt tiền á chủ sẽ cắt ra là khoảng là 32 m nha cô chú anh chị. Thì em đo hào hào 32 m là khoảng tầm từ ngay chỗ vị trí nè. Thì đất của mình thì đã có hàng rào bao quanh hết rồi. Đây thì từ vị trí này nè cô chú anh chị, mình đo ngang qua bên đây, ngay chỗ cái vị trí chiếc xe máy đó đó là 32 m nha. Chiều dài xuống hết đất luôn là 61 m. Đó, thì đất chủ cắt ra bán là khoảng 2.000 m², thì cô chú anh chị mình đo ra đúng 2.000 m² thôi. Đó, thì giá là 1.300.000 trên 1.000 m² nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị mình vào bên trong mình đi xem hết cái khu vườn của mình nha. Đó, đối diện nhà hàng xóm nè cô chú anh chị, điện nước là có đầy đủ nha. Khu vực này là đất nước ngọt, trồng cây rất là tươi tốt luôn. Mà đất mình có một cái khuyết điểm nhẹ là như này nè cô chú anh chị. Thì đối diện đất của mình sẽ có một ngôi mộ ha. Đây, ngôi mộ nè cô chú anh chị. Thì nếu mà cô chú anh chị mình về đây thì mình có thể xây nhà mình thuộc vào xích trong ha cô chú anh chị. Thì đất chủ bán là cây lâu năm nha, nhưng mà ở vị trí này, khu vực này mình có thể lên thổ cư được nè. Thì cái móc chủ cắt ra bán hào hào đo ra khoảng là 32 m ngay chỗ vị trí này nè cô chú anh chị. À, mình đo mình cắt ngang xuống dưới ha. Thì mặt tiền hướng đất của mình sẽ quay về hướng Tây Bắc. Thì nếu mà cô chú anh chị mình hợp cái hướng phong thủy này nè, mình có thể đi xem đất, mình gặp trực tiếp chính chủ mình thương lượng thêm nha. Thì đất của mình thì cách trung tâm thị trấn Vĩnh Kim thì chỉ có khoảng là 5 cây số thôi. Ở đây thì mình gần hai cái chợ lớn nè, nếu mà cô chú anh chị mình muốn đi chợ Đông Hòa cũng được nè, hoặc là mình đi chợ Vĩnh Kim cũng được ha. Chợ Đông Hòa thì nó gần hơn, mình đi ra chợ Đông Hòa thì chỉ có khoảng là 3 cây số thôi. Còn mình nếu mình muốn vào chợ Vĩnh Kim sầm uất hơn nữa thì mình đi thêm 2 cây số nữa ha, là 5 cây số cô chú anh chị ơi. Và mình di chuyển về bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh á là khoảng 70 cây số thôi, mình cách trung tâm thành phố Mỹ Tho là khoảng 17 cây số nha. Rồi thì đã em vào bên trong đất của mình nè, thì cô chú anh chị mình nhìn ha, một màu xanh rất là mát luôn. Thì em đi vào buổi trưa nắng nha, khoảng tầm gần 12 giờ đó,
trời rất là nắng luôn, nhưng mà bước vào cái miếng đất này nè rất là mát luôn cô chú anh chị ơi. Đất thì trồng khoảng là hơn 130 gốc mít nha cô chú anh chị. À 300 gốc bưởi, em nhầm, em xin lỗi. Bưởi này là bưởi cổ cò nha cô chú anh chị. Đó, đang cho trái rất là say luôn. Đất này là đất nước ngọt nha, không có bị nhiễm mặn hoặc bị nhiễm phèn nè. Khu vực này trồng cây rất là tươi tốt luôn. Đó, cô chú anh chị mình nhìn nè. Nếu mà cô chú anh chị mình nữa mình về mình có thích cây ăn trái nào khác nữa đó, mình có thể trồng sang canh vào ha. Bưởi đang cho trái nè. Phía dưới đất thì chủ tận dụng là trồng mà lá dứa nè cô chú anh chị. À, lá dứa này thì bán cũng có giá nha cô chú anh chị, 5.500 một ký nè. Đó, rất là mát luôn. Thì trên đất là có sẵn hệ thống tưới tiêu cho mình luôn nè cô chú anh chị ơi. Xung quanh thì là có tường rào lưới B40 nè ha. Rồi để bây giờ anh xin xuống vị trí cuối đất cho mình nha cô chú anh chị. Trên đất là cao ráo sạch đẹp nha, không có mồ mả. Ngặt cái là chỉ có đối diện mình là có một cái ngôi mộ hàng xóm thôi nha cô chú anh chị, cũng là một cái khuyết điểm nhẹ. Thì nếu mà cô chú anh chị mình có ưng ý cái miếng đất này nè, mình có thể đi xem và mình thương lượng thêm giá cả với lại chủ nha cô chú anh chị. Thì trên đất thì sẽ có là 4 clip, 1, 2, 3 ha cô chú anh chị. Là mỗi clip chính giữa là sẽ có một cái con mương. Này là để cho mình là để lấy nước mình tưới tiêu với cô chú anh chị. Đó, đất rất là đẹp luôn, cắt ra vuông vức nha cô chú anh chị. Phía sau là cũng giáp danh với lại nhà vườn hàng xóm. Đó, đây thì em đã đi đến vị trí cuối đất của mình rồi nè. À, cuối đất thì cũng có hàng rào nha cô chú anh chị. Đó, xung quanh thì nè, cuối đất thì cũng có nhà hàng xóm nha. Đó, rất là đông luôn. Khu vực này rất là đông dân cư nha cô chú anh chị, nên cô chú anh chị mình về đây mình yên tâm ha. Hàng xóm rất là thân thiện luôn, vui vẻ nhiệt tình nè. Đó, miếng đất này quá đẹp cô chú anh chị ơi, vào là nhìn là mê liền luôn. Dạ rồi, thì em xin nhắc lại nha, miếng đất này là tổng là khoảng 4.000 m², nhưng mà chủ cắt ra bán cho mình là 2.000 m², giá là 1.3 tỷ trên 1.000 m². Đường trước đất là đường bê tông công cộng 3.5 m nha, ô tô đi thoải mái luôn cô chú anh chị ơi. À, đất nhà cắt ra bán chưa qua nhà đầu tư nha cô chú anh chị. Về đây mình xây nhà nữa là tuyệt vời luôn. Mặt tiền chiều ngang của mình là 32 m, chiều dài là khoảng 61 m nha cô chú anh chị. Giá là 1.3 tỷ trên 1.000 m². Mình cách trung tâm thị trấn Vĩnh Kim chỉ có khoảng là 5 cây số thôi. Mình về đến bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh là 70 cây số nha. Cách trung tâm thành phố Mỹ Tho là 17 cây số. Khu vực này rất là sầm uất luôn, di chuyển tầm 5 đến 7 phút là sẽ ra tới tất cả các tiện ích luôn cô chú anh chị ơi. Một vị trí thuận tiện nè, đường xá thông thương ha, đường ô tô, khu vực đông dân cư nè, điện nước wifi có đầy đủ luôn. Rồi thì nếu mà cô chú anh chị mình cảm thấy miếng đất này nè ưng với mình á, mình có thể đi xem và hợp cái hướng phong thủy của mình á, mình có thể đi xem trực tiếp đất, sau đó mình gặp chủ mình thương lượng thêm nha. Giá là 1.3 tỷ chiều trên 1.000 m², đất sẽ quay về hướng Tây Bắc nha cô chú anh chị. À, ngang 32, dài là 61, trên đất là có trồng hơn 130 gốc bưởi nè, ở dưới là trồng lá dứa nha cô chú anh chị, cũng có giá lắm nha. Rồi thì nếu mà cô chú anh chị mình có quan tâm thì hãy gọi ngay bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái với số điện thoại bên dưới màn hình để tụi em có thể tư vấn nha, và gửi sổ cho cô chú anh chị mình tham khảo và có thể dẫn cô chú anh chị mình đi xem đất, sau đó mình gặp chính chủ luôn nha cô chú anh chị. Rồi thì em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video này của em nha.